Chào anh em thợ nhá. Chào các bác thợ nhá. À nhanh cái lợp về đây này. Trong này là lát gạch hết đấy chứ. Để trong bồn này lát gạch như này. Lát cho sạch. Còn phía này đây là có gạch đấy thầy. Bây giờ lại chuyển vào trong cái gian bếp này là ở tạm. Ngoài này là anh em là đang còn đập phá cái nhà tắm. Vâng. Anh cứ làm đi, kệ em. Vâng. Đập phá nhà tắm đi để làm lại cái sân đằng trước. Nói chung là đang thi công rất là nhanh. Nói chung là rất là nhộn nhịp. Xin chào quý thính giả, hôm nay tôi lại vào trong nhà anh Cảm và cũng xin được thông báo với quý thính giả cũng như chủ anh Văn được biết là cái công trình mà anh gửi tiền cho em á, thì em vẫn đang làm tiến độ là bình thường, nhưng mà trong cái thời gian này em rất là bận việc. Thứ nhất là cưới con anh trai, ngày mai là nạp tài con anh trai rồi đó. Bữa kia là mất 4 đến 5 ngày là em phải lo công việc đám cưới cho cháu, nên là em không thể qua lại được chỗ nhà anh Cảm. Vì thế hôm nay á, là em vào trong này á, là cũng bàn giao cái số tiền mà còn thừa lại mà em đang cầm là cho anh Cảm đó, để anh Cảm anh lấy cái là anh chi phí để anh làm. Thì trong cái thời gian vừa rồi á, thì nó cũng rất là nhiều việc, bởi vì là có cái anh Tuấn ở Quảng Xương á, thì anh xem qua chương trình anh cũng biết là em làm cái chương trình này. Mà anh Tuấn á, thì cũng là bộ đội nhập ngũ năm 78, thì anh tham gia chiến trường ở Campuchia, thì đánh ở núi Tượng Lăng Tà Keo thì bị thương đấy. Nhưng mà cho đến giờ á, thì anh chưa làm được chế độ thương binh, cũng như là được đi khám thương tật đó. Mặc dù là anh cũng gửi hồ sơ đi làm chế độ thương binh rất là nhiều lần rồi nhưng mà vẫn không được. Thì đó là theo cái lời mà anh điện cho em là anh nói như vậy. Thì hôm nay thì em lại bàn giao lại cái số tiền lại cho anh Văn để anh lo cái công việc nhà cửa, tại vì em không qua lại được đó. Và sau cái bàn giao xong thì em lại tiếp tục là em đi xuống chỗ nhà anh Tuấn ở Quảng Xương Thanh Hóa là để em quay lại cái clip đó và xem có cái cách nào đó để là cho anh được đi khám thương tật. Thì hôm nay thì em xin được bàn giao lại cái số tiền còn thừa mà anh Văn đã gửi cho em. Thì cái số tiền mà hôm trước em đứng ra em làm cho anh là hết 108 triệu là cho đến ngày hôm đó. Còn công thợ là chưa tính. Thì công thợ hôm nay thì cũng chưa xong nên là chưa biết tính như thế nào. Nhưng mà tạm chi cho thợ là 39 triệu tiền công trước. Đó, và vật liệu em mua để sửa chữa lại cái nhà lớn này đó, là hết 60 triệu, là tổng cộng là 207 triệu. Thì lấy 345 triệu mà tiền anh Văn gửi á, mà trừ đi 207 triệu thì còn lại là 138 triệu. Thì bây giờ 138 triệu này á, thì em xin được gửi lại cho anh, và anh tiếp tục là lấy cái là sửa chữa lại nhà cửa. Tất nhiên là vật liệu em đã mua hết rồi, chỉ có cộng thêm tiền công nữa là ok thôi, là mọi việc nó đã xong. Thì chắc chắn là vẫn đang còn thừa. Thì với cái số vốn đó thì em nghĩ là anh để làm vốn hoặc là làm cái gì đó, thì đó là cái việc của anh. Thì đây là cái số tiền là còn thừa lại là 138 triệu. Thì xin được thay mặt anh Văn là tôi xin bàn giao lại cho anh Cảm. Thì là mong anh là cầm lấy cái số tiền này và coi như đây là cái quà rất là lớn và ý nghĩa của anh Văn đối với anh. Thôi tạm biệt anh em thợ nhá. Tạm biệt bác Cảm nhá. Khoảng chắc là khoảng một tuần nữa thì em mới quay lại được. Thì bây giờ là thời gian nó không ấy. Thì bây giờ lại tiếp tục cuộc hành trình. Đây, xe 81 của tôi đây. Khi đăng lên trên mạng là rất nhiều người hỏi nhá. Cái này là nó đang có cái sấy tay ở đây này. Mùa đông đi là sấy lên nó rất là ấm này. Đấy. Hôm trước ngã cái là vỡ mất cái chỗ này rồi. Đấy, nhưng mà sấy tay vẫn đang ngon. Đó, bây giờ là xăng nó rất là đắt. Xăng đắt lắm, đi cái xe này nó rất là lợi xăng này. 1 lít
1 lít mà đi được 80 cây. Cái xe này này. Em đi. Chào nhá, chào bác thợ cá nhá, chào anh em nhá. Rồi lên đường đây. Đầu đám cưới con nhà anh trai. Mai nạp tài mà nó lấy vợ mãi ở trong Hà Tĩnh kìa. Đây là khu vực chỗ nhà anh Cảm ở mọi người nhá. Đây này mình quay như thế này để cho các bạn rõ này. Đây là cái tràn chỗ này là mùa lụt là ở đây nó nước nó tràn qua này. Đó. Tôi xin được phép là tắt cái máy quay để tôi chạy xe cho nó an toàn mọi người nhá. Đến chỗ nhà anh Tuấn mình sẽ tiếp tục quay phim để cho mọi người cùng xem. Hôm nay tôi đã có mặt tại Quảng Xương, Thanh Hóa. Thì có một anh tên là Nguyễn Xuân Tuấn, tức là nhập ngũ là năm 1978. Thì đã tham gia chiến trường là ở biên giới Tây Nam, rồi là tham gia chiến trường K. Đấy thì là anh là bị thương. Đấy thì hôm nay thì tôi cũng đến đây xem và kiểm tra lại cái giấy tờ của anh là ở đây. Thì đây là cái lý lịch quân nhân của anh Tuấn này. Mà toàn bộ là cái giấy tờ, hồ sơ giấy tờ của anh để làm chế độ thương binh ở đây là rất là nhiều. Có nghĩa là anh đã gửi đi là rất là nhiều bộ rồi. Gửi hồ sơ lên là người ta gửi về anh. Anh cũng đưa cho mấy cái ông ở đây rồi người ta anh gửi lên xã và xã rồi xã rồi là người ta trả về đúng không rồi là người ta lại trả về. Thì về cái hồ sơ giấy tờ á thì tôi cũng không phải là làm cái việc này quen, nhưng mà theo như tôi nghĩ thì anh có đủ điều kiện để được đi khám giám định, còn khám được hay không thì cái vấn đề đó là phải do cái thương tật của anh nữa. Thì ở trong cái lý lịch quân nhân của anh Nguyễn Xuân Tuấn này á thì có ghi rất là rõ là ngày giờ của anh Tuấn bị thương đây, là ở đây. Thì tôi xin đọc cho các bạn cùng nghe là chiến đấu là bị thương. Đó. Mảnh đạn M79 đó, vào đỉnh đầu, thắt lưng, khuỷu tay, đùi và đầu gối trái. Thì ngày bị thương của anh là 20 tháng 3 năm 1979. Thì cái đây là trong cái lý lịch quân nhân của anh Tuấn á, là ghi trong đây rất là rõ. Đấy là ngày tháng năm là ngày mùng tháng 2 năm 1979. Đó là anh bị thương là ở Tà Keo, tức là núi Tượng Lăng. Đây là cái lý lịch quân nhân gốc của anh đây. Đó là ghi rất là rõ là cái ngày giờ bị thương và anh bị thương như chừng nào. Còn ở đây là cái giấy chứng thương. Cái giấy chứng thương thì năm 1993 ở đây. Đây các bạn xem đây. 26 tháng 1 năm 93 thì anh Tuấn có vào trong đơn vị đó để xin cái giấy tờ gốc, gọi là để xin cái giấy chứng thương. Thì lúc đó là đơn vị đã cấp cho anh một cái giấy chứng thương đây. Thủ trưởng đơn vị đã ký. Là cái gì đây? Doãn Thanh Lâm. Đó là thủ trưởng đơn vị đã ký. Đây là toàn bộ là năm 93 anh vào là anh xin được cái giấy chứng thương này. Và trên cái lý lịch quân nhân của anh là cũng có đầy đủ cái ngày giờ bị thương. Đó, thì toàn bộ cái hồ sơ gốc của anh ấy là đang còn giữ rất là nguyên. Nhưng mà không hiểu cái lý do tại sao là cho đến nay thì anh vẫn chưa được hưởng cái chế độ thương binh, mà anh cũng chưa được đi khám giám định lần nào đúng không? Anh chưa được đi khám giám định lần nào cả đúng không? Đó. Mà toàn bộ cái hồ sơ này khi anh hoàn tất hồ sơ đó thì theo như hướng dẫn trong cái túi đó nè. Theo như hướng dẫn á thì là địa phương là cũng báo anh vào đơn vị nọ kia rồi xin giấy xin tờ, là anh xin rất là nhiều giấy. Nói tóm lại là chỉ có thấy giấy thôi. Rất là nhiều giấy của đơn vị là gửi về địa phương.
và tất cả các cái bộ hồ sơ ở đây, phải đến của 4-5 bản hồ sơ là ở trong đây. Nhưng mà khi gửi lên á thì lại thấy là ở trên lại gửi về, có nghĩa là không, nếu được hay không thì không biết, nhưng mà đại loại là phải trả lời bằng văn bản. Nhưng mà đường này thì cũng không thấy là trả lời bằng văn bản là lý do vì sao không được, mà lý do vì sao lại được thì không thấy trả lời bằng văn bản. Thì hôm nay tôi đến trực tiếp gặp anh Tuấn ở đây á, thì thấy là toàn bộ hồ sơ của là như thế này, thì tôi cũng đăng cái clip này lên trên cộng đồng mạng đó. Các bác cựu chiến binh cũng như là những người có cái thẩm quyền giải quyết được cái việc này thì thử xem xét coi là cái trường hợp của anh Tuấn là như thế nào. Thì cái mong muốn của anh Tuấn á, là anh chỉ được muốn đi khám giám định được một lần, xem coi là anh có bị thương thật sự hay không, và cái vết thương đó nó ảnh hưởng đến anh như thế nào. Còn toàn bộ ở đây thì giấy tờ đơn vị cũng như là hồ sơ gốc của anh đang còn rất là nguyên, nhưng mà cho đến ngày hôm nay thì anh chưa được đi khám thương tật. Đó, thì tôi cũng xin hỏi anh là anh bị thương trong trường hợp nào nhỉ? Anh bị thương trường hợp nào? Trường hợp là tôi vừa chú gánh đạn thì bỏ xuống, tôi chui là cái ủ mối đó, cái kiểu như ủ mối nó còn ở giá xuống là bên ngoài, là còn pháo thủ vào để bán thì xong, bị thương thì xong rồi chuyển về về xá, cái lúc đó mình cũng bị sức ép nữa, kiểu sống kiểu thế. Là bị thương vào đâu? Đỉnh đầu đến thả lung tung vì mình không biết là mảnh chi. Cả thắt lưng nữa. Và thắt lưng cũng có vì mình nằm dọc xuống. Em coi trên đỉnh đầu này. Đây này. À đây đang còn cái đây. Vâng, đây trên đỉnh đầu. Còn ở thắt lưng, em xem thắt lưng nào. Đây ở thắt lưng. À, đang còn 3 cái sẹo đây. Đúng không? À, hết cũng đè trong cái vết thương nữa. Đó là cái thắt lưng. Còn nữa thì cũng có đi chứ, này kiểu tay nhưng có nghĩa là mình bị nói chung mềm. Là nó bị khắp người đấy hả? Thế, thế là cái trận đánh mà anh bị thương là ở đâu? Ở núi Tường Lăng Tà Keo Campuchia đó. Núi Tường Lăng là vào tháng 2, núi Tường Lăng Tà Keo. Vâng. Và tôi bổ sung là có nghĩa là anh là đơn vị của anh là đơn vị gì? Và đến E D4 nè, D7 nè, D7 nè. Vâng. Trung đoàn 30 nè. Vâng. F4 nè, quân khu 9 nè. Quân khu 9. Vâng. Tức là anh đã tham gia là đánh Pol Pot ở Tà Keo. Vâng. Núi Tường Lăng. Không ngay vô Tà Keo luôn. À. Và tôi là huấn luyện Tường Sơn nhưng mà nhập ngũ tháng 11 năm 78. À. Thì huấn luyện là sau khi bổ sung vô là không đánh biên giới mà đánh còn phải 4-7-8 là anh mới mở cửa. Và tôi là vô cái là bổ sung của Trung 4 là đánh luôn từ Tà Keo xong lên chốt cầu câu mãi 589 virus quân hết. Vâng. Thế là anh ra quân năm bao nhiêu? Ra quân năm 82. Là ra quân năm 82. Vâng. Vâng. Tháng 12 năm 82. Vâng. Mà cái lúc đó thì được ra quân là nó rồi, thương thì sớm mà về đó chứ. Vâng. Không phát triển đã mới cho bệnh về. Chứ còn cái anh mà hướng phát triển mà trình độ thấp thì phát triển cái chi. Vâng, vâng. Thì toàn đó thì tôi cũng hỏi qua chỗ anh Tuấn, anh chia sẻ là như vậy. Thì còn tôi thấy là cái hồ sơ của anh, giấy tờ của anh khá là đầy đủ. Đó, tại vì là trong cái sổ lý lịch của anh đây là ghi rất là rõ là ngày giờ bị thương và bị thương trong trường hợp nào thì rất là rõ, và nằm ở viện nào thì ghi cũng rất là rõ. Đây là cái giấy 1993, là cái giấy là anh vào đơn vị là anh xin cái giấy chứng thương này, và đơn vị đã chứng minh rằng là anh bị thương đây và đã có dấu đỏ đây. Nhưng mà không hiểu sao là khi về đến địa phương mà gửi hồ sơ đi, thì cái mong muốn của tôi á, đến đây quay cái clip này mà làm cho anh Tuấn á, là cái mong muốn của tôi là chỉ gọi là cho anh đi khám một lần, có nghĩa là phải được khám, còn cái mức độ thương tật mình được đến đâu thì mình mới được hưởng anh ạ, chứ không có nghĩa là mình cứ nộp cái giấy này là mình được thương binh đâu, mà lúc đó là người ta phải khám giám định, người ta giám định coi cái sức khỏe của anh là mất bao nhiêu phần trăm, và nếu như đạt được 21% trở lên á thì nhà nước sẽ làm cho anh một cái chế độ gọi là cái chế độ thương binh đó. Còn nếu như mà anh không đủ 21% là không được, có nghĩa là anh bị thương nhẹ đó. Còn cái hồ sơ giấy tờ của anh thì em nghĩ như thế này là được đấy. Còn sau khi anh đi khám thương tật được hay không là đấy. Ở đây thứ 4 cũng mới vô năm ngoái thì ở đây đưa rồi mấy cái hàng nữa, nói lại vui lòng ở đây phải đòi cái danh sách gốc nữa. Thế thì tôi mới quay vô thứ 4 đây để lên ta thành lập hẳn cái thứ 4 đây nhận. Rồi đây là toàn bộ là cái dấu cái biên bản làm việc của sư 4 này. Đó, có sư Đinh Thanh Sang này, Phan Tư, cái rồi các cái tên thủ trưởng người ta ký vào đây đúng không? Cái này là toàn này, sư trưởng chính ủy này, rồi ban an ninh toàn có đại đây. Tá sư trưởng hết chứ lại. Trợ lý chính sách này, trưởng ban cán bộ này, trưởng ban bảo vệ này, trưởng ban quân lực này, chủ nhiệm
quân y này. Đấy, người ta ký vào đây. Đấy, cũng rất là nhiều. Đó, nhưng mà cái người ta cũng trả lời rõ ràng nữa vì là không lưu được. Đây này, còn đây là lý do đơn vị không lưu trữ được danh sách đăng ký quân nhân bị thương của D7E30 vào thời điểm vào tháng 2 năm 1979. Từ thời điểm đó đến nay, đơn vị phải tham gia chiến đấu nhiều chiến trường, đóng quân trên nhiều địa bàn và thời gian quá lâu, hồ sơ lưu trữ đơn vị không còn đầy đủ, có một số bị thất lạc, hư hỏng. Đó. Thì nhưng mà được thủ trưởng đơn vị là người ta đã ký xác nhận vào đây cho anh rồi. Đó. Thôi thì em cũng chia sẻ cái câu chuyện với anh là như vậy thôi. Thì em sẽ đăng cái clip này lên trên mạng. Cũng hy vọng là các bác cựu chiến binh cũng là những cái người mà hiểu biết làm cái việc này á, em gọi là giúp đỡ tôi để tôi cố gắng là tôi làm cái chế độ thương binh cho anh Tuấn. Đấy, còn cũng xin được nói với anh, nếu như mà đi khám thương tật mà anh đủ 21% trở lên đó thì anh sẽ được hưởng cái chế độ thương binh. Còn nếu như mà đi khám dưới 21% thì anh không được hưởng cái chế độ đó. Đó, còn mình người thật việc thật. Anh nghe chưa? Nếu như được là được, mà không được là không được. Đấy, nhưng mà cũng yêu cầu là cái ban chính sách của quân khu cũng như là bên huyện đội Quảng Xương cũng như là tỉnh đội Thanh Hóa là cũng nên xem xét lại cái trường hợp này, coi là nó có bị là bị sai sót chỗ nào không. Còn nếu như người ta có sai sót chỗ nào thì cũng xin được là cho người ta đi khám một lần. Đó, và trả lời rõ ràng bằng văn bản. Đấy, chứ không cứ gửi lên xong gửi về là mình không hiểu là mình bị như thế nào cả. Đó, thì bây giờ tôi cũng xin được khép cái video tại đây.